hai dòng máy bằng người Casio. Máy đang ở chế độ macro. Tôi đang xúc, đang cầm mang. Mang hỗn hợp tất cả các loại phân cỏ, chuối, rau bèo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.